làm thêm dự án nuôi bò lấy thịt như vậy nếu con không trực tiếp sát sanh nhưng sở hữu một phần dù là rất nhỏ của cái công ty đó có dự án nuôi bò lấy thịt thì con có dáng tiếp phạm ác nghiệp sát sanh hoặc ác nghiệp tới tà mạng buôn bán thịt sống không tư sư à, thì đương nhiên là nó sẽ là tà mạng đấy ừ. à, quý vị không có phạm cái giới sát sanh ha à, nhưng mà quý vị sẽ cộng cái nghiệp cộng nghiệp bởi vì mình nắm một phần à, và mình hưởng, mình là người hưởng lợi từ việc sát sanh. Mặc dù mình không gợi ý, à, mình không kêu gọi, mình không có bất kỳ một cái sự tác động nào, nhưng mà mình là đối tượng thụ hưởng cái quyền lợi từ việc sát sanh mang lại. Cho nên ấy à, mình sẽ à, cộng nghiệp và mình sẽ hưởng cái quả báo đó.